Xin chào bạn, rất vui vì bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn kiếm tiền online của mình. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách đăng ký một cái tài khoản ngân hàng để bạn có thể nhận thanh toán từ Clickbank. Nếu các bạn chưa biết cách kiếm tiền với Clickbank như thế nào hoặc là các bạn chưa biết Clickbank là gì thì các bạn có thể lên YouTube.com, các bạn search cho mình từ khóa là CD2 Studio. Thì đây sẽ ra cái kênh của mình, đây là kênh của mình. Các bạn có thể bấm vào kênh. Ở đây các bạn mua phần playlist. Rồi ở đây mình có rất nhiều cái playlist. Bạn để ý cái phần tool kiếm tiền online này. Thì đúng với cái phần các bạn đang cần các bạn học thì các bạn kéo xuống dưới. Có rất nhiều cái video làm về kiếm tiền online ở đây. Và các bạn để ý hai cái video mới nhất là mình hướng dẫn về cách kiếm tiền với Clickbank. Đây là hai video này nè. Một cái video cơ bản và một cái video hướng dẫn các bạn chuyên sâu hơn. Thì các bạn có thể xem lại hai cái video này. Nếu các bạn chưa có biết cái cách đăng ký và cách kiếm tiền với Clickbank như thế nào thì bạn click vào hai cái video này bạn xem ha. Thì bạn sẽ hiểu được Clickbank là gì và cái cách kiếm tiền với Clickbank như thế nào. Thì ở cái trang này tìm kiếm thì bạn thấy hai cái video dạy Clickbank của mình nó cũng lên. Từ khóa này bạn có thể xem ở đây cũng được. Hai cái bài này cũng là bài của mình đã hướng dẫn. Rồi bây giờ mình quay trở lại ha. Rồi nếu các bạn đã theo dõi những cái video đó và các bạn hiểu và các bạn đăng ký thành công cái tài khoản kiếm tiền với Clickbank thì bước tiếp theo bạn đăng nhập nha. Bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn. Thì ở đây mình đăng nhập rồi. Bây giờ là bạn chọn cho mình phần setting. Mình sẽ vào phần setting để mình cấu hình thông tin tài khoản thẻ để chúng ta nhận thanh toán mỗi khi chúng ta đạt được lượng thanh toán với lại Clickbank. Các bạn đợi một tí nha, hình như mạng nó hơi chậm rồi nó vào rồi. Rồi đây, đây là thông tin tài khoản của mình, kéo xuống. Các bạn để ý, mình chú ý phần payment information. Rồi bạn chọn edit cho mình. Rồi ở đây chúng ta có những cái phần chú ý như thế này. Các bạn chọn phần payment threshold, các bạn click sổ xuống thì ở đây nó sẽ liệt kê những cái mức, cái ngưỡng thanh toán, tức là khi bạn đạt được 10 đô từ hoa hồng và Clickbank cho bạn thì nó sẽ gửi tiền đến tài khoản cho bạn, hoặc là các bạn có thể chọn những cái mức cao hơn 25 đô, 50 đô. Đây là cái ngưỡng thanh toán cho bạn. Bạn chỉ hiểu năm nay là như vậy thôi, tức là bạn đạt được doanh thu như thế này bằng số tiền này thì nó sẽ gửi tiền cho bạn, đơn giản là như vậy thôi. Thấp nhất là 10 đô và cao nhất là tới 1 triệu đô lần các bạn. Thì mình nên chọn 25 đô là vừa nè. Mình nên chọn này ha. Rồi, kế tiếp là phần payment method. Ở đây chúng ta có hai hình thức thanh toán, nhận thanh toán với lại Clickbank. Cái hình thức check này là tức là cái dạng ngân phiếu. Đây là cái hình thức thanh toán cũ và hình thức thanh toán của Clickbank từ trước. Tức là nó sẽ, khi các bạn đạt ngưỡng thanh toán, nó sẽ gửi cho các bạn một cái tấm check, gọi tấm xét á, mình hay gọi tấm xét á. Thì trong đó nó sẽ gửi thông tin để các bạn nhận thanh toán từ ngân hàng, về thông tin tài khoản và thông tin số tiền các bạn nhận. Thì các bạn cầm cái tờ check đó, các bạn lên những cái ngân hàng hỗ trợ nhận thanh toán quốc tế, các bạn rút tiền về. Tuy nhiên cái cách này là khá là lâu rồi, cách này cũ rồi, bởi vì cái thời gian mà các bạn nhận được cái tấm check khi các bạn đạt được cái ngưỡng thanh toán á, rất là lâu, tầm đến 1 đến 2 tháng lận. Nên cái hình thức này không phổ biến nữa. Và cái Clickbank á, Clickbank nó sẽ hỗ trợ cho người dùng tốt hơn. Những người dùng kiếm tiền với Clickbank tốt hơn á, nó hỗ trợ cho chúng ta cái hình thức kiếm tiền này nè, rất là hay. Direct deposit, tức là hình thức liên hệ trực tiếp với lại ngân hàng quốc tế. Rồi các bạn chọn ở đây nha. Rồi ở đây các bạn có thể cái phần payment frequency này, tức là bạn chọn hình thức là hàng một tuần hay là hai tuần. Tức là ví dụ mỗi, nó sẽ kiểm tra tài khoản của các bạn trong cái tài khoản thẻ các bạn á, tài khoản Clickbank của các bạn á, tuần nào nó cũng kiểm tra. Ví dụ đạt ngưỡng xác minh thì nó sẽ gửi nó gửi tiền vô lại cái thẻ ngân hàng của bạn. Còn các bạn chọn 2 tuần thì mỗi 2 tuần nó mới kiểm tra.
Thường thì các bạn chọn một tuần thôi, nếu các bạn muốn tiền nhanh chuyển đến tài khoản thẻ của bạn thì chọn một tuần thôi, chọn cái này. Rồi, Direct Deposit Information. Ở đây có rất nhiều ngân hàng cho mình chọn. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn một cái hình thức để các bạn có thể nhận thanh toán từ Clickbank. Rồi, cái phần bang country này nè, các bạn chọn cho mình là United States ha. United States. Rồi bây giờ cái phần quan trọng nhất là chúng ta chọn ngân hàng, bang name, account number, routing code là gì. Rồi ba cái này là thông tin này là mình lấy ở đâu. Thì hiện tại chúng ta chưa có tài khoản ngân hàng quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản ngân hàng quốc tế, một cái thẻ ngân hàng quốc tế để chúng ta có thể nhận thanh toán từ những cái chương trình giống như là Clickbank nói riêng cũng như là những cái website mà cho chúng ta kiếm tiền bằng hình thức tiếp thị liên kết giống như vậy nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng ký ha. Rồi mình sẽ giới thiệu với bạn một cái dịch vụ để giúp cho các bạn có thể đăng ký cái thẻ đó. Đó là Payuni. Cái này các bạn muốn lên website thì các bạn có thể lên Google, các bạn search cho mình từ khóa là Payuni, enter thì nó sẽ ra. Các bạn bấm vô đây thôi, nó sẽ ra trang chủ. Rồi bây giờ là đây là trang chủ của nó ha, nó sẽ giới thiệu cho bạn những cái đặc điểm sơ của cái dịch vụ này, của cái thẻ này. Thì ở đây khi chúng ta đăng ký một cái tài khoản thẻ mà các bạn kích hoạt thành công thì các bạn sẽ có ngay $25 trong cái tài khoản thẻ của các bạn. Sau này các bạn kiếm tiền trên đây á thì cái số tiền $25 này nó cũng cộng dồn vô nha. Thì sau này bạn rút tiền ra bạn có được $25 này nữa. Rồi bây giờ chúng ta đăng ký ha. Các bạn chọn cho mình nút đăng ký ngay, bạn click vào đây thì ở đây nó chuyển sang trang đăng ký payu.payoneer.com. Thì ở đây nó có một cái bảng thông báo hay bắt chúng ta sẽ chọn một trong hai, tùy chọn ngân hàng. Đây là ngân hàng địa phương, còn đây là ngân hàng Mastercard, chúng ta chọn ở đây. Cái thẻ này á nó tương tự với cái thẻ Mastercard Visa ngân hàng Việt Nam của chúng ta, nó chỉ khác là nó có thể nhận thanh toán quốc tế từ những cái quốc gia khác, và bạn có thể nhận thanh toán từ những cái chương trình tiếp thị liên kết giống như vậy. Thì đó, bây giờ bạn chọn cái này ha, bạn chọn cho mình là sign up. Cách đăng ký khá là đơn giản nha bạn, chỉ cần đăng ký vài bước là bạn sẽ hoàn tất thôi. Rồi cái này nó có tiếng Việt nữa nè, nếu bạn không thích hiện tiếng Anh thì bạn có thể chọn tiếng Việt ha, cho dễ dùng, nhưng mà mình chọn tiếng Anh thì nó không khó lắm. Rồi bây giờ mình đăng nhập đăng ký chứ, bạn chọn first name là họ nè, first name là tên, bạn nhập không dấu hết nha. Rồi cái này là email đúng không, email này là để cho các bạn đăng nhập vô cái thẻ của các bạn á, đăng nhập vô cái thẻ tài khoản Payoneer của bạn á. Rồi nó bắt chúng ta nhập lại email một lần nữa. Cái này là ngày sinh thôi, chọn ngày sinh. Rồi ví dụ như vậy các bạn nhấn nét ha. Rồi đến bước này á, chúng ta sẽ chọn, ở đây nó có nhiều lắm, nó mặc định nó chọn Việt Nam rồi. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ nhập địa chỉ nè, bạn nhập địa chỉ nhà của bạn ha. Cái này rất là quan trọng nha, bạn nhập đúng thì nó sẽ gửi, nó gửi cái thẻ này đúng đến địa chỉ nhà cho bạn luôn. Bạn nhập đầy đủ thông tin thì cái việc nhận thẻ nó sẽ nhanh chóng hơn dành cho bạn đó. Bạn nhập đúng thông tin, nhập không dấu nha. Ở đây mình sẽ nhập địa chỉ như thế này. Rồi, bạn nhập ha. Hình như là nó báo dài quá đúng không? Dài quá thì giờ mình thử cắt xuống đây coi đó.
các thứ hai dòng thành phố là Hồ Chí Minh. Cái này là mã bưu điện, mã bưu chính á. Cái này bạn có thể lên Google bạn search như thế này ha, mã zip code, rồi các bạn chọn cái trang nào cũng được, có rất nhiều trang cung cấp cái này, bạn chọn cái nào cũng được. Rồi bạn ở đâu thì bạn tìm cái đó thôi. Ví dụ như mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình tìm thành phố Hồ Chí Minh. Đây nè, bạn thấy không? Giờ bạn copy cái này thôi. Nè, 700 ngàn nè. Bây giờ chúng ta copy, chúng ta đưa vô đây. Tùy theo cái nơi bạn ở là gì thì bạn sẽ vô đây bạn tìm cái mã đó, bạn copy vô đây nha. Rồi đây là số điện thoại nè, mobile. Rồi bạn nhập điện thoại bạn vô. Ví dụ nhập như vậy, bạn bỏ số 0 đầu ha. Cái này để nó xác nhận thông tin, sau này các bạn đăng ký nó sẽ xác nhận thông tin qua điện thoại. Nên bạn nhập đúng số điện thoại mà bạn đang dùng ha. Rồi xong rồi chúng ta nhấn next. Rồi đây nó bắt chúng ta nhập mật khẩu để đăng nhập cái tài khoản Payoneer của bạn, để sau này bạn quản lý tiền bạc trên này. Bạn chọn cho mình một cái mật khẩu gì đó. Rồi đây là câu hỏi dạng như là câu hỏi bảo mật á. Ví dụ như bạn quên mật khẩu, sau này nó hỏi bạn những cái câu này, bạn chọn cái nào cũng được. Nó thấy cái nào, cái này nó hỏi là ngày ngày sinh của mẹ bạn nè, tháng là ngày. Bây giờ bạn nhập ví dụ như vậy đó, rồi nhấn next. Rồi chúng ta sẽ qua bước cuối cùng. Bạn đợi một tí ha. Rồi đây nó xác nhận thông tin nè. Cái này nó cho chúng ta chọn một cái hình thức xác nhận thông tin nữa là qua passport hoặc là chứng minh nhân dân. Mình chọn chứng minh nhân dân ha. Đây là cái tên của mình nè. Cái này là các bạn có thể nhập chứng minh nhân dân của bạn vô đây. Cái này là quốc gia nè. Mình ở Việt Nam thì mình chọn Việt Nam. Rồi chọn Việt Nam. Ví dụ như vậy. Rồi bạn chọn hết những cái này cho mình ha. Check hết những cái tùy chọn ở dưới này có bao nhiêu cái, bạn chọn hết xong rồi bạn nhấn order. Bạn đợi một tí cho nó xác nhận thông tin. Rồi bây giờ nó đã báo chúng ta là thành công rồi nè. Bây giờ nó đã gửi một cái email xác nhận đến cái email mà bạn đăng ký. Bạn sẽ vô email và xác nhận thông tin ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô email, chúng ta xác nhận thông tin với lại Payoneer ha. Rồi bây giờ mình nhận được một cái email, bạn thấy không? Do Payoneer account application has been received. Thì đây là một cái email của Payoneer nó gửi cho chúng ta. Chúng ta đang ở bước 2 nè. Chúng ta đang ở bước 2 thì chúng ta nhận được email confirm này đúng không? Bây giờ nó có cho chúng ta username và cái ID của chúng ta. Rồi. Chúng ta sẽ xác nhận thông tin này để chúng ta chuyển sang bước 3, tức là nó sẽ giao nhận, nó sẽ gửi cái thẻ này vô địa chỉ mà bạn đã đăng ký lúc nãy á. Rồi bây giờ chúng ta login vào tài khoản Payoneer ha. Mình chọn click vào nút đó thì tự động nó sẽ chuyển, nó sẽ chuyển sang trang đăng nhập của Payoneer để chúng ta quản lý tài khoản thẻ của chúng ta, xem tài khoản thẻ của chúng ta đang ở bước nào ở trong cái trang này của nó ha. Bạn đợi một chút ha, nó đang load. Thì một chút nữa bạn sẽ biết được là chúng ta sẽ lấy những cái thông tin này ở đâu, băng nem rồi những cái thông tin này ở đâu để chúng ta xác nhận với lại click băng là chúng ta có thể yên tâm chúng ta kiếm tiền.
và yên tâm chúng ta sẽ nhận được tiền khi đầy đủ tiền về tài khoản thẻ của các bạn. Nó lót hơi lâu ha. Rồi chúng ta được chuyển tới trang My Account Payoneer. Bây giờ bạn đăng nhập. Bây giờ bạn đăng nhập tài khoản ha. Bây giờ mình coi lại cái email nè, username nè. Username là bạn dùng cái email lúc nãy bạn đăng ký ha, bạn nhập vô đây. Mật khẩu là cái nãy nãy lúc nãy bạn đăng ký là gì? Bây giờ bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu đó, bạn chọn login để đăng nhập. Rồi bạn đợi một chút cho nó kiểm tra thông tin, rồi ở đây nó sẽ cho chúng ta nó hỏi chúng ta xác nhận lại một lần nữa cái câu hỏi lúc nãy mình nói á, câu hỏi bảo mật á, để sau này bạn coi phục tài khoản. Thế đây mình vẫn chọn câu lúc nãy là ngày sinh của mẹ mình nè, ngày sinh của gia đình như gì nè. Không thì bạn có thể chọn những cái câu khác, nói chung là tùy ý bạn thôi. Này, ngày ba của mình sinh ở đâu, ở thành phố nào, tùy mình thôi. Nhiều câu hỏi lắm. Câu hỏi thứ ba nữa nè, rất là nhiều thứ. Bass bait nè, chọn con cá. Tên vật nuôi đầu tiên của bạn là gì, mình chọn là con cá. Rồi các bạn tùy ý bạn ha, bạn chọn không nhất thiết phải chọn như mình nhé, bạn chọn cái gì cũng được. Rồi ok, submit. Đợi một chút nó load nha bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã đăng nhập thành công vào Payoneer. Các bạn thấy đây là thông tin tài khoản của mình. Tiền là 0 đô nè. Sau này nếu mà nó kết nối cái thẻ này với lại Clickbank á, là Clickbank các bạn có bao nhiêu tiền mà đạt ngưỡng thanh toán 10 đô, 20 đô hoặc là hơn nữa thì tiền nó sẽ chuyển về đây nè. Thì chính cái thẻ này bạn bạn có thể thao tác chuyển cái tiền này về ngân hàng Việt Nam chúng ta thanh toán. Chuyển á, hình thức chuyển á, là chuyển trên website này luôn nè, withdraw nè, chuyển khó luôn nè. Còn không thì bạn có thể rút tiền từ ATM. Chút nữa mình sẽ nói cho bạn cái đó. Ở đây chúng ta có một cái thư gì nè, mình coi thử ha. Mình bấm cái thử không có gì hết, nó sẽ báo thông báo thôi chứ không có gì hết. Giờ mình quay ra lại. Rất là nhiều thứ ở đây. Ở đây bạn giới thiệu một người bạn là bạn cũng nhận được 25 đô nè, bạn thấy không? Rồi. Nó rất nhiều thứ bạn có thể nghiên cứu thêm khi các bạn đăng nhập thành công rồi đó, bạn có thể nghiên cứu thêm. Rồi mình vô một cái phần là chuyển tới tài khoản ngân hàng ha. Mình đợi một chút nó load nha. Mạng nó hơi chậm. Thì đây đây là cái thẻ nè. Trong trong lúc chờ đợi nó load á, thì mình sẽ nói qua cái này. Tức là bạn đăng ký cái này nè, khi bạn đăng ký thành công rồi á, đến cái bước mà giao thẻ á, thì nó sẽ giao cái thẻ này nè đến địa chỉ nhà bạn đăng ký lúc nãy á. Cái thẻ này nó nhỏ như thẻ ATM thôi. Đây là bạn thấy nó sẽ có cái ID này. Sẽ có cái ID này để bạn nhập vô Clickbank để bạn thanh toán á. Nó có cái mã nhỏ này nữa nè. Rồi. Chúng ta ngoài kiến thức lúc nãy mình nói á, để mình chạy lại cho sánh lâu vào thế. Ngoài cái cách chúng ta chuyển tiền về ngân hàng từ cái trang web này thì bạn có thể sử dụng cái thẻ thẻ Payoneer này, bạn ra cây ATM nào ở Việt Nam á, bạn rút tiền đều được ha. Chi phí cho một lần rút tiền á thì khoảng 40.000 đồng. Thường á thì bạn rút ở ngân hàng ANZ thì mình thấy là nó nhanh và nó tốt hơn. Những ngân hàng khác thì rút vẫn được. Chi phí thì nó như nhau. Chỉ có cái là ngân hàng ANZ thì một lần rút tối đa bạn rút được đến 5 triệu, còn những ngân hàng khác thì một lần rút thì bạn rút được 2 triệu thôi. Tất cả đều chi phí các bạn rút tiền từ cái ATM đều là 40.000 nhé. Tất cả ngân hàng luôn đều là 40.000. Rồi.
Thì đây là cái thẻ này mình thấy ha, thẻ này rất là đẹp. Lấy là cái phần này nó vô hơi lâu, rồi để mình quay trở lại, mình quay ra trở lại đi. Nó load rất là lâu. Khi bạn đăng nhập vào á, thì có một cái phần bạn chú ý là phần này, bạn nhấn vào ST này cho mình ha. Đây là nó nói nè, bạn nhấn vào đây là bạn sẽ thấy được cái tình trạng của cái thẻ của bạn đang ở đâu. À, bạn thấy không? À, chúng ta đã hoàn thành hai bước. Hiện tại nó đang giao cái thẻ đến nhà cho mình đó, bạn thấy không? Mình đang ở step 3 này nè. Thẻ nó đang sẽ chuyển đến nhà của chúng ta, đây nó sẽ cho chúng ta một cái thời gian nhận thẻ luôn nè. Hôm nay là ngày 7 tháng 2 thì khoảng 13 tháng 3 đến 22 tháng 3 là chúng ta sẽ nhận được cái thẻ này. Bạn thấy không? Ở đây nó có thông tin rõ ràng này, thì bạn cứ đợi thôi, thì khoảng khoảng 3 ngày nữa, khoảng 3 đến 4 ngày nữa thì bạn sẽ nhận một cái email. Trong đó nó sẽ cho chúng ta biết là cái thẻ của chúng ta nó đang ở tình trạng nó đang gửi đến nước nào, hoặc là nó đi đến Việt Nam chưa, thì bạn sẽ nhận được một cái email. Rồi, còn một cái nữa là khi các bạn nhận được thẻ rồi á, thẻ được gửi đến nhà bạn rồi á, bạn sẽ kích hoạt tài khoản thẻ để các bạn có cái thông tin để các bạn điền một clickbank ha. Rồi cách làm như thế nào thì mình sẽ nói ha, bạn xem ha. Đây, khi bạn nhận được thẻ rồi thì nó sẽ có một cái thư kèm theo, sẽ giới thiệu, nó sẽ chỉ bạn cách kích hoạt thẻ như thế nào. Thì bạn vô cái link mà nó chỉ bạn á, bạn sẽ được vô một cái trang giống như vậy. Bạn sẽ vô được một trang giống như vậy nè. Rồi bạn sẽ kích hoạt, bạn sẽ kích hoạt cái thẻ đó bằng cách vô cái trang này. Sau khi kích hoạt thành công rồi, bạn sẽ thấy được thông tin của cái thẻ đó để bạn điền vào Clickbank để bạn thanh toán, để bạn nhận thanh toán ha. Rồi bạn để ý ha. Ở đây nó có nhiều phần lắm, nó có nhiều phần khi các bạn kích hoạt, nhưng mà các bạn chỉ để ý cái phần này nè, đó. Cái phần bên dưới nó có cái phần này nè, các bạn để ý mình thấy không? Ở đây nó có phần bank name, routing, account number, account type. Này bạn thấy không? Thì cái routing, account number, account type, và bên đây nè, bằng routing, account number, bạn nhớ nha, những cái thông số này nè, mình sử dụng thông số này, thông số này, thông số này để mình điền vào Clickbank đó. Rồi bạn xem này nha, mình quay trở lại trang Clickbank, thì ở đây bạn chọn United States, cái bằng name nè, hãy mình nói tương ứng với lại cái thẻ bên kia mình thấy, rồi cái account number nè, là cái này nè bạn, trong cái thư kia nó cũng có nữa, trong cái và bạn xác nhận xong nó sẽ hiện lại một lần nữa cho bạn cái routing code này hồi nãy mình không có nói đó. Rồi cái này mình phải check in ha. Khi các bạn nhập đầy đủ thông tin ở đây xong á, ví dụ như vậy, các bạn nhấn save cho mình thì thông tin thẻ của các bạn được lưu lại. Rồi sau này á, sau này các bạn cứ yên tâm, các bạn mình bị lóc ra rồi thì mình đang nhập lại. Rồi mình đăng nhập lại. Thì sau này các bạn cứ yên tâm, các bạn tiếp thị quảng cáo, tiếp thị sản phẩm trên này các bạn bán. Khi các bạn bán được tiền, bán được hàng thì tiền vào tài khoản Clickbank của bạn. Và khi nó đạt được ngưỡng thanh toán như thế này, ngưỡng thanh toán như thế này nè, 100 đô hoặc là 25 đô gì đó, các bạn nhớ xét cái mức thanh toán là cho phù hợp nhé. Đừng có nhiều quá, cũng đừng có thấp quá, 25 đô thôi. Khi các bạn đạt được cái này thì tiền á, tiền nó sẽ vô đây thôi, nó sẽ vô cái tài khoản Payoneer của bạn thôi, 20 đô, 25 đô hoặc là 100 đô gì, nó sẽ vô đây. Rồi công việc của chúng ta bây giờ là, một là chúng ta vô trang Payoneer để chúng ta chuyển tiền này về ngân hàng để chúng ta rút, còn không thì chúng ta có thể ra cây ATM chúng ta rút tiền. Thì nếu mà các bạn nhận được cái thẻ Payoneer thì nó rất là hiệu quả để cho các bạn nhận thanh toán từ những cái trang kiếm tiền kiểu như vậy. Có rất nhiều trang kiếm tiền nha bạn, mà cái thẻ này rất
mà bạn dùng được rất nhiều trường hợp nữa. Để sau này mình có những cái video hướng dẫn sau á, mình sẽ nói cho bạn cách dùng cái thẻ này cho những cái việc kiếm tiền khác nữa. Thì trên đây mình là hướng dẫn, toàn bộ hướng dẫn của mình về cái cách các bạn đăng ký một cái tài khoản thẻ Bayuni để các bạn kích hoạt với lại Clickbank, để các bạn có thể nhận thanh toán từ Clickbank. Thì trên đây chỉ là những cái hướng dẫn cơ bản thôi, mình mong những kiến thức này có thể giúp ích cho các bạn nếu các bạn đang tìm hiểu cách kiếm tiền với Clickbank cũng như cách tìm hiểu về cái cách nhận thanh toán từ Clickbank. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment là câu hỏi bên dưới video này nhé, mình sẽ trả lời cho các bạn. Bạn nhớ đăng ký kênh của mình nữa nhé, để thường xuyên nhận được những cái video hướng dẫn tiếp theo của mình về kiếm tiền online. Chúc các bạn thành công và kiếm thật nhiều tiền với Clickbank, cũng như là sử dụng hiệu quả những cái thẻ thanh toán Bayuni để tham gia những cái hình thức kiếm tiền từ tiếp thị liên kết khác. Xin chào, hẹn các bạn vào những cái video sau của mình.